Thank you.
em có fan ở mọi độ tuổi. Chuẩn bị trước giùm em nha. Hình hay là áo hay là bóng hay là túi hay là giấy thì chúng ta cầm ra trên tay trước để tiết kiệm thời gian, bởi vì chúng ta chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi để giao lưu cùng với anh Glenn. Vào lúc 18:45 thì chúng ta sẽ tiếp tục với hoạt động tiếp theo, đó chính là chương trình Rút Thăm May Mắn. Và để tham gia chương trình này thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần đăng ký thông tin với số điện thoại và địa chỉ đường dây của em nha. Những cái vật phẩm mà mình muốn anh Glenn ký tên thì có thể chuẩn bị trước, ví dụ như áo nè, hình nè, là quả bóng nè, hay giấy ha, để khi mà mình xếp hàng vào đây chúng ta sẽ không có mất thời gian. Và thêm một thông tin nữa gửi đến mọi người, đó chính là hiện tại Sinochester có một mini game rất là dễ nhận quà, thể lệ mọi người có thể xem ở trên standee này giùm em nha. Rất là đơn giản là mọi người chụp một tấm hình check in cùng với anh Glenn Johnson hoặc là những cái hoạt động tại booth của Liverpool FC và Charter, và mọi người đăng lên Facebook cá nhân của mình cùng với những hashtag theo thể lệ của chương trình mình, mọi người xem ở đây nha. Và kêu gọi người thân của bạn bè của mình like thật là nhiều. Sau đó vào lúc 8 giờ tối nay thì mọi người sẽ comment cái link bài post vào fanpage của Charter, sẽ có một cái bài về mini game, mọi người comment vào đó và 50 bạn có lượt like nhiều nhất.